Xin minh kính chào quý khán giả của Người Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin trong ngày. Hôm nay là ngày Chủ nhật ngày 19 tháng 12 năm 2020 và sau đây là một số tin đáng chú ý. Thời tiết khô và gió mạnh trở lại miền Nam California khiến nguy cơ cháy rừng tăng mạnh. Atlantic City đấu giá quyền nhấn nút hủy sòng bài cũ của Tổng thống Trump. Tổng thống Pháp sẽ tiếp tục làm việc về bất chấp bệnh COVID-19. Tám chân biểu kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt 8 cán bộ tra tấn Nguyễn Văn Hóa và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết mở đầu phần tin ngày hôm nay thì thời tiết khô và gió đã trở lại miền nam California của chúng ta một lần nữa khiến nguy cơ cháy rừng tăng mạnh tại khu vực theo cơ quan thời tiết quốc gia khuyến cáo gió mạnh đã được ban hành cho đến trưa thứ bảy cho các khu vực của San Fernando Valley bao gồm ở Woodland Hills, ở Burbank và thành phố Universal các nhà chỉ báo thời tiết cho biết vận tốc gió sẽ đạt từ 15 đến 25 dặm trên 1 giờ với gió giật đến 40 dặm 1 giờ. Bên cạnh đó, theo dự đoán, các vùng núi và phần bờ biển trung tâm của quận là St. Louis, Obispo sẽ phải đối mặt với gió giật từ 35 đến 45 dặm trên 1 giờ. Những đợt gió mạnh có thể khiến các cành cây bị đổ và cúp điện tại một số khu vực. Cơ quan Thời tiết Quốc gia cho biết đợt gió Santana sẽ mang lại gió giật mạnh tới 50 dặm trên 1 giờ cho các khu vực tại quận San Bernardino, Riverside, quận Cam vào thứ Sáu và thứ Bảy ngày 19 tháng 12. Các tuyên chức khuyến cáo rằng độ ẩm thấp trong suốt cuối tuần sẽ góp phần gây ra điều kiện thời tiết hỏa hoạn gần như nghiêm trọng. Southern California Edison đang xem xét việc cắt điện cho 45.000 khách hàng trong nỗ lực ngăn chặn cháy rừng, nhưng công ty đã không cắt điện cho bất kỳ khách hàng nào vào sáng ngày thứ sáu. Quay sang phần tin khác, thì thị trưởng thành phố Atlantic City ở New Jersey vào hôm thứ năm ngày 17 tháng 12 đã loan báo là sẽ đấu giá cơ hội được từ xa những nút phá hủy một sòng bài đã đóng cửa lâu mà từng do tổng thống Donald Trump làm chủ. Theo bản tin của hãng thông tấn gpi thì thị trưởng là Maddie Small uh, Senior Toàn báo rằng chiến thắng trong cuộc đấu giá sẽ được mời nhấn nút từ xa để làm nổ tung sòng bài Trump Plaza Hotel and Casino vốn đã đóng cửa vĩnh viễn từ năm 2014. Tiền thu được từ cuộc đấu giá sẽ được dùng tặng cho hội từ thiện là Boys and Girls Club of Atlantic City. Trong cuộc họp báo, trưởng truyền hình trực tiếp trên Facebook, thì ông Small nói rằng ông có tham vọng sẽ huy động được ít nhất là một triệu mỹ kim. Tổng giám đốc điều hành của Boys and Girls Club of University là bà Tiffany nói rằng tiền thu được từ cuộc đấu giá sẽ mở rộng cũng như là duy trì hoạt động tại ba cơ sở của hội thiện này tại Atlantic City. Bà cũng nói rằng tổ chức này đã mở rộng chương trình để hoạt động 12 giờ một ngày trong thời gian có đại dịch Covid-19. Quay sang phần tin khác, thì trong một video trước uh, Twitter được công bố vào hôm thứ Sáu ngày 18 tháng 12, Tổng thống Pháp là ông Macron cho biết rằng là ông sẽ tiếp tục làm việc uh, về một cuộc đàm phán Brexit bất chấp việc tự cách ly và làm việc từ xa sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Tổng thống Macron cũng cho biết là ông đang làm việc với tốc độ chậm hơn một chút vì virus, nhưng ông sẽ tiếp tục tập trung vào các vấn đề ưu tiên cao, chẳng hạn như việc giải quyết dịch bệnh hoặc là hồ sơ Brexit. Pháp là vùng dịch lớn thứ năm ở trên thế giới đã ghi nhận hơn 2,4 triệu ca nhiễm và hơn 60.000 người đã chết. Với số ca nhiễm và tử vong mới vào hôm 18 tháng 12 lần lượt là 15.674 ca và 374. À, tình hình xuất hiện ở một số dấu hiệu tích cực như số ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ có xu hướng giảm. À, tuy nhiên, thì giới chức Pháp cũng lo ngại là kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới có thể gây ra đợt bùng phát mới. Dù thường xuyên đeo khẩu trang và tuân thủ um, về cái vấn đề về giãn cách xã hội. Nhưng Tổng thống Macron gần đây thường bị bắt gặp vi phạm quy định phòng dịch của Pháp. Ông đã bắt tay và ôm hờ là em Tugoria là giám đốc tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế. Tại cuộc họp vào hôm 14 tháng 12, cả hai đeo khẩu trang, nhưng văn phòng của ông Macron thừa nhận là hành động tiếp xúc gần này là sai sót. Trong cuộc họp và thảo luận dài 2 ngày tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh Âu Châu ở Mỹ Quốc, thì tuần trước, ông Macron và hầu hết các lãnh đạo không đeo khẩu trang khi ngồi trong vòng tròn tại phòng họp lớn. Tổng thống Pháp còn chủ trì hoặc dự nhiều bữa tiệc đông người, bao gồm các thành viên trong đảng và các thú vị chính trị gia đối lập bất chấp khuyến cáo tụ tập trên 6 người. Và liên quan đến phần tin đến Việt Nam, thì 8 dân biểu liên bang đã gửi thư đến Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chánh Hoa Kỳ kêu gọi áp dụng luật là Global Monitsky để trừng phạt 8 thành viên lực lượng Công an Cộng sản Việt Nam tại Hà Tĩnh vì đã tra tấn anh Nguyễn Văn Hóa, cộng tác viên của đài RFA. Theo thông cáo của Văn phòng Dân biểu Liên bang là Alan Loento, à, thì đồng chủ tịch Ủy ban Quốc hội về Việt Nam, Bạo luật là Magnitsky đã cho phép Hoa Kỳ trừng phạt các quan chức của các chính quyền trên thế giới vi phạm nhân quyền bằng cách hạn chế về tài chánh và sự đi lại của họ. Trong lá thư gửi đến Bộ trưởng Ngoại trưởng ông Mike Pompeo và Bộ trưởng Tài chính là Stephen Mnuchin, các dân biểu Hoa Kỳ viết, chúng tôi bày tỏ quan tâm đến tình trạng liên tục bị đe dọa và gây áp lực và bắt giữ các nhà báo, truyền thông độc lập và các báo chí tự do tại nước Việt Nam. Chúng tôi quan tâm đặc biệt đến sự bắt giam và bản án dành cho nhà báo Nguyễn Văn Hóa, một cộng tác viên của Đài Á Châu Tự Do thuộc Cơ quan Truyền thông Toàn cầu của Hoa Kỳ. Năm 2017, chính quyền của Việt Nam đã bắt giam và tuyên án anh Nguyễn Văn Hóa 7 năm tù và 3 năm quản chế với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Cộng sản Việt Nam. Trước đó, công an và cơ quan chức năng Việt Nam đã đánh đập anh Nguyễn Văn Hóa tịch thu máy và dụng cụ hành nghề của anh trong lúc đang công tác cho đài AFA vào tháng 11 năm 2016. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần điểm tin trong ngày với Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.